hiện tại trên tay mình đang cầm một chiếc iPhone 12 Pro của người dùng mang đi thay thế linh kiện tại Apple Store hoặc là các cái đại lý ủy quyền của Apple nhé, số seri đây. Nhiều người bảo đấy là check ở trên Bao vì sao nó không đúng? Bao nó không phải là phần mềm chính hãng của Apple, các bạn cứ nhớ nhá, không phải phần mềm chính hãng của Apple. Đây ngày sản xuất 12 tháng 5 năm 2010, 2010 thì làm gì đã sản xuất ra iPhone 12 Pro? Cũng cùng cái số series đấy khi các bạn check ở trên hệ thống của Apple đây, ngày mua đây, tháng 12 năm 2020. Thế nên là mình mới nói cái phần mềm bao tu nó chỉ mang tính chất tham khảo. Tham khảo thì ở đây khi bọn mình cắm vào phần mềm bao tu để mình tham khảo cái số lần sạc. Cái số lần sạc để mình xem và tham khảo cái số lần sạc với cái phần trăm pin để xem cái máy đấy nó có báo ảo cái phần trăm pin hay không. Ví dụ nó sạc đến 1.000 lần rồi mà pin nó còn 99% thì đấy là báo ảo. Các bạn đúng không? Thì ở đây đấy là cái phần mềm auto nó giúp bọn mình tham khảo cái số lần sạc. Cái dòng iPhone 15 trở lên ấy nó có số lần sạc trên máy. Còn cái dòng iPhone 15 trở xuống đấy muốn xem được cái số lần sạc ấy lại phải vào phân tích dữ liệu nó rất là mất thời gian. Đây nhá. Cây máy này vì sao nó là được người dùng mang đi thay thế tại vì số máy nó là mã mờ. Mã mờ nó là bản thương mại nhá. Nhưng ở đây nó sẽ báo đấy là pin là linh kiện Apple chính hãng, màn hình linh kiện Apple chính hãng. Mà cây máy này nó lại không phải là hàng 1978. Các bạn vừa xem đấy, check ở trên hệ thống đấy nó ghi đến ngày mua là năm 2020, Cây máy này không phải là hàng 1978 mà pin được thay thế vào ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023. Pin là thay thế mùng 9 tháng 7 năm 2023. Màn hình lại được thay thế ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023. Có nghĩa là thay thế lệch ngày nhau nhá Có nghĩa đấy là người dùng người ta mang đi thay màn hình vào ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023. Sau đó có thể về người ta thấy pin nó chai nó yếu quá người ta lại tiếp tục mang đi thay pin vào ngày mùng 9 tháng 7 năm 2023. Cây máy này đấy, vỏ thì nó là vỏ zin này, mà nó là màn zin này nhìn bên ngoài chuẩn nó là một cây máy zin và bây giờ mình sẽ mở ra nhìn bên trong để xem giữa một cây máy được mang qua các cái đại lý ủy quyền của apple hoặc là mang qua store của apple được người ta thay thế thủ công nó khác gì so với một con máy theo kiểu hàng 1978 nghĩa là đưa về nhà máy người ta thay thế theo kiểu đấy là thay pin là nó thay nguyên cả cụm dưới chứ không phải là thay mỗi quả pin. Các bạn hình dung không? Thì đây bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem nhá. Cái đoạn này mở ra nó hơi lâu một chút, mong các bạn thông cảm mình sẽ tua cho nó nhanh nhá. Thì đây sau khi đã mở cái máy này ra cho mọi người xem bên trong cái máy nha Cái máy này được thay pin linh kiện Apple chính hãng Màn hình linh kiện Apple chính hãng Và đã là linh kiện Apple chính hãng ấy Nó sẽ không khác gì linh kiện đi theo con máy này từ đầu Mà nó còn ngon hơn nha Đây chuẩn series nha Và đầu tiên khi các bạn mở ra đấy Các bạn sẽ thấy luôn đấy là cái quả pin này này So với quả, quả pin zin đi theo máy này, nó sẽ thấp hơn một chút Đây là do nắp lệch nha Quả pin chuẩn là pin zin nha Siêu pin là siêu pin zin Các bạn ấy nhìn này Nó rất là đồng màu với quả pin và rất là mỏng đây là siêu pin zin nhưng chuẩn cây máy này là được thay thế thủ công theo kiểu là mở bằng tay nhá. Các bạn để nhìn này, vân tay nó bám trên các cái đe màn này. Tại vì nó mở đến hai lần. Lần đầu tiên là thay màn hình, lần thứ hai là thay pin. Ngày mùng 7 tháng 7 là thay màn, ngày mùng 9 tháng 7 là thay pin. Nó khác hoàn toàn với hàng 1978 nhá. Hàng 1978 nghĩa là khách hàng mang quay lại Apple để lên đời. Cây máy đấy được Apple thu lại. Ví dụ như các cái linh kiện không đạt chất lượng, ví dụ quả pin nó bị chai, Apple nó sẽ đưa về nhà máy. Thay pin là Apple nó sẽ thay cả quả pin lẫn cái vỏ bên dưới luôn nhá chứ không phải là nó nhấc mối của pin ra nó thay nhé, còn đây chắc chắn là nhấc mối của pin ra thay, đó các bạn để nhìn thấy. đây là được thay thế theo kiểu đấy là người dùng mang đến yêu cầu thay thế linh kiện nào người ta thay thế linh kiện đấy. nhưng một cây máy được thay thế linh kiện theo kiểu này đấy nó sẽ đạt chất lượng giống như một cây máy hàng zin nguyên bản, có khi chất lượng nó còn tốt hơn một cái máy hàng zin nguyên bản. tại sao? tại vì các cái linh kiện được thay thế này này nó đạt chất lượng và linh kiện được thay thế đấy, nó còn tốt hơn linh kiện cũ đi theo con máy chiếc linh kiện mà nhấc từ một con máy khác lắp sang đấy thì cái linh kiện đấy bạn không đảm bảo được nguồn gốc xuất xứ của linh kiện thế nên là cái linh kiện lắp sang đấy không biết được nó có tốt như cái linh kiện đi theo con máy này từ đầu hay không còn với cái máy này cái bộ men của nó chưa được nhấc ra có nghĩa là cái vỏ này nó đi theo cái men này từ đầu cái vỏ đi theo cái men từ đầu còn linh kiện màn hình này đấy chắc chắn một điều tốt hơn cái màn hình đi theo con máy này từ đầu quả pin này, này tốt hơn cái quả pin đi theo con máy từ đầu. Tại vì sao? Tại vì nó được nắp vào năm 2023. Mà nếu đi theo con máy này từ đầu thì nó là năm 2020. Mà càng già thì càng yếu. Đấy là điều hiển nhiên. Thế nên là chất lượng con máy kiểu như này đấy. So với một con máy hàng zin nguyên bản. Tất cả linh kiện đi theo con máy từ đầu. Thì đối với mình con máy kiểu như này nó có phần nhỉnh hơn. Nhỉnh hơn nhá. Đó. Cây máy này đấy. Đạt chất lượng giống như một cái máy hàng zin nguyên bản. Đấy là đối với mình. Thế nhá.